Chào mọi người nha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người cái biến tần năng lượng mặt trời 3 trong 1 600W. Đây là mẫu mới em mới làm nha. À, mẫu cũ thì mọi người đã theo dõi trên kênh của em rất là nhiều rồi. Mẫu cũ thì nó có 3 tầng và cái hộp màu trắng đó. Còn đây là cái mẫu mới nha. Thì cái hộp này nó có kích thước là 24 nhân cho 16 và nhân cho 8. Đây là hai cái cọc để chúng ta kết nối ắc quy nè. Và đây là công tắc sử dụng điện 220V. Ở bên đây là cái ổ điện để cho chúng ta ghim cái chuỗi điện ra 220V nha. Ở phía trên này thì nó sẽ có hai dây điện của mặt trời đầu vào, thì đen là âm mặt tấm pin mặt trời nè, đỏ là dương tấm pin mặt trời. Thì điện áp tối đa để kết nối vào trong đây là điện áp pin mặt trời hở mạch tối đa là 100V nha, và tối thiểu là 30V, và mọi người kết nối tối đa cho em 600W pin nha, không vượt 600W pin. Thì cái con này là nó sẽ có chức năng chạy trực tiếp từ tấm pin năng lượng mặt trời, ví dụ như tấm 450W mọi người kết nối vào thì mọi người không cần có ắc quy thì nó cũng chạy nha. Đây, bây giờ em sẽ test cho mọi người xem nè. Đây, điện áp pin mặt trời đầu vào của em là 81V nè, 81V nha. Và điện áp đầu ra là 14.2. Thì đây mọi người kết nối ắc quy là nó sẽ sạc nha. Bây giờ em không kết nối ắc quy. Em sẽ cắm cái ổ điện 220V vào luôn nè. Sau đó em sẽ bật cái tải lên cho mọi người xem. Đây em cắm vào 220, đây là cái ổ điện của em ha. Bây giờ em sẽ mở cái công tắc nè. Đấy. Điện áp ra nó sẽ là 227V nè. Và em đang chạy một cái bóng đèn. Đây mọi người thấy anh chạy trực tiếp không cần kết nối ắc quy ha. Và bây giờ em sẽ kết nối ắc quy vào luôn để cho mọi người xem nó như thế nào nha. Em sẽ kết nối ắc quy luôn để cho mọi người xem nó sạc như thế nào. Để em sẽ tắt nó đi nè. Em sẽ tắt pin mặt trời đi. Và em sẽ kết nối ắc quy vào. À, khi bình thường mọi người kết nối ắc quy mà mọi người không có bật cái tấm pin năng lượng mặt trời á, tức là đang tắt nè. Thì giống như là ban đêm mọi người sẽ dùng điện từ ắc quy. Hiện tại ở đây nó sẽ báo điện ắc quy là 12.5 nè. Bây giờ em sẽ bật kích lên nè. Đấy, thì nó đang chạy điện từ ắc quy nè. Đó, ắc quy em còn lại 12.2V. Và bây giờ em sẽ bật cái điện mặt trời lên nè. Đó, sau khi em bật điện mặt trời lên thì mọi người thấy ở đây nó hiển thị cái dòng sạc 3A. Và đây điện nó đang dâng lên từ từ nè. Đó, 12.7 12.7V. Đó, nó đang sạc cái ắc quy là dòng 3A nè. Và vừa sạc vừa dùng luôn. Thì lúc này cái tải nó đang nhỏ cho nên là cái dòng sạc nó vẫn còn dư để nó sạc cho ắc quy. Bây giờ em tắt inverter đi xem. Đấy, giờ em tắt đi thì cái dòng sạc nó vẫn còn nè. 2.85A nó đang sạc cho ắc quy nha. Thì hiện tại bây giờ là giấc chiều rồi, gần 5 giờ chiều rồi, cho nên là tấm pin của em cái dòng sạc nó cũng không còn nhiều á. Đó, nó cũng không còn nhiều thì nó đang sạc cho ắc quy của em nè. Đấy. Khi mọi người mà không bật cái CPU của điện năng lượng mặt trời á thì cái điện áp ở cái đồng hồ màu xanh này là nó sẽ đo điện áp ắc quy nha. Còn khi mà mọi người bật pin năng lượng mặt trời lên á thì cái đồng hồ này nó sẽ báo cái điện đang nạp cho ắc quy. Ví dụ như là điện hiện tại đang nạp cho ắc quy là 13, 14V. Đó, là nó đang nạp cho ắc quy á. Và ở phía cái trên này nó có một cái đồng hồ nữa. Cái số màu đỏ trên là báo điện áp của tấm pin năng lượng mặt trời đang ở cái trạng thái hoạt động. À, cho dù là nó ở 80V hay 90V gì đó, nhưng mà khi mà có kết nối ắc quy vào thì nó sẽ tụt áp xuống còn khoảng 30 mấy V như thế này. Em đang ghim áp nó lại khoảng 30 mấy V như thế này để nó nạp cho ắc quy nè. Và đây là dòng nạp cho ắc quy nha. Dòng nạp cho ắc quy. Đó, bây giờ khi mà ắc quy của em đầy, khi ắc quy của em gần đầy thì cái điện áp của tấm pin nó sẽ dần dần nó sẽ trả về bằng cái điện áp hở mạch nha. Khi nào mà nó bằng điện áp hở mạch, lúc nãy là 81V á, thì bây giờ còn 76V. Khi nào mà nó bằng cái điện áp hở mạch thì cái dòng này nó sẽ trở về bằng không nè, và lúc đó quy mình đầy ha. Đó, thì ban ngày mình vừa dùng pin năng lượng mặt trời, vừa dùng ắc quy kết hợp để sạc, và chúng ta sử dụng tải luôn. Thì con này là sử dụng tối đa là 600W pin năng lượng mặt trời đầu vào, và điện áp hở mạch của tấm pin. Điện áp hở mạch của tấm pin, mọi người nhớ điện áp hở mạch là đo phía đầu, phía mà không có tải. Lúc mọi người tắt cái CB này đi nè, mọi người sẽ đo cái điện áp trực tiếp từ tấm pin xuống á, nó sẽ là điện áp hở mạch. Hở mạch thì không quá 100V và tối thiểu là 30V. Đó. Còn khi mọi người bật như thế này rồi nè, là nó không phải là điện áp hở mạch nữa, mà nó là điện áp hoạt động. Điện áp hoạt động thì nó khác nè, mọi người thấy không? Điện áp hoạt động thì nó khác nha, nó không phải như điện áp hở mạch nha. Và công suất ra 220V ở đây là mọi người sử dụng tối đa là 650W đối với cái tải phía sau này. 650W nha, không được vượt hơn nha. Ví dụ như là nó có chức năng bảo vệ quá tải là nó sẽ ngắt quá tải. Nhưng ngắt với trường hợp ví dụ như mọi người đang sử dụng 500W và mọi người tăng tải lên từ từ nha, tăng thêm vài chục watt, 100W nữa, mà nó lên vượt 650W thì nó ngắt.
Còn nếu như ban đầu mà nó đang chạy như thế này, chưa có tải, mọi người cắm cái ống siêu tốc vô thì coi như cái con này nó sẽ cháy nha, tại vì nó bị sốc tải đột ngột. À, chứ nó không phải là quá tải nữa mà nó bị sốc tải đột ngột. Cắm siêu tốc nó tới 1500W lận. À, nên khi mọi người cắm vào là nó bị vượt tải đột ngột. Cho nên là nó không còn cái chức năng bảo vệ quá tải nha. Chức năng bảo vệ quá tải của nó là khi mà quá tải, từ từ mình tăng tải lên, quá tải thì nó sẽ ngắt. Rồi với lại nó có thêm cái chức năng là chống chập đầu ra. Ví dụ như đang dùng mà sợi dây này nó bị đứt, chuột cắn gì đó, nó chạm nhau á, thì con này nó cũng ngắt. Và con này nó thông minh hơn là nó sẽ có cái chức năng khi mà ban đêm mọi người dùng á, khi mà ban đêm mọi người dùng cái điện áp bắc quy này nè, mọi người sử dụng tải 220V ban đêm á, cái điện áp này nó giật xuống dưới 10V5 là cái điện 220 này nó tự động nó tắt luôn. Và sau đó khi mà ban ngày á, tấm pin năng lượng mặt trời nó sạc lại cho cái con tiến tầng này, nó sạc lại cho ắc quy. Khi mà nó đủ 12V6 trở lên thì tự động cái con này nó sẽ cho ra điện 220 luôn. Mọi người không cần phải khởi động lại công tắc này. Đối với cái phiên bản cũ của em mà 3 tầng á, thì khi mà tối mà mọi người sử dụng ắc quy mà nó ngắt rồi, cũng là 10V5 á, nó ngắt rồi á, thì sáng lại là mọi người phải tắt nó đi mà mọi người mở lại thì nó mới cho ra 220. Còn nếu mọi người không tắt, không mở khởi động cái chỗ này thì nó sẽ không cho ra nha. Con này thì nó sẽ thông minh hơn, tự động tắt mở luôn nha. Bây giờ em sẽ test cái chức năng tự động tắt mở theo điện áp ắc quy cho mọi người xem nha. Giờ em sẽ test cái chức năng là khi điện áp ắc quy xuống thấp còn lại là 10V, 10.5V thì cái con tiến tầng 3-1 này nó tự ngắt. Và sau đó khi mà ban ngày chúng ta sạc cái điện năng lượng mặt trời lại nó đầy đến 12V6 thì nó sẽ tự mở. Đối với những cái con mà phiên bản cũ em làm á, thì khi mà nó tắt rồi thì mọi người phải ban ngày á, mọi người phải khởi động cái này lại nè, khởi động công tắc này lại, tắt mở công tắc này lại thì nó mới cho ra điện 220. Còn đối với cái con này thì khi tối mà dùng ắc quy mà nó xuống còn 10.5 trở xuống á, là nó sẽ ngắt tải. Và sau đó mà ban ngày chúng ta sạc lại đủ 12V6 trở lên á thì nó sẽ tự mở luôn. Nó không, sẽ không như mấy con cũ nha. Con này thì nó có chức năng là chống quá tải và chập tải đầu ra luôn. Thì bây giờ em sẽ test với cái chức năng là thấp áp ắc quy ha, nó sẽ tự tắt. Bây giờ em sẽ cho nguồn vào nè. Đấy thì hiện tại là mọi người thấy cái trên cái đồng hồ này nó báo là, cho mọi người xem kỹ lại cái đồng hồ nha. Đồng hồ thì quay phim thì nó khó nhìn hơn, nhưng mà hiện tại là nó 13V nha mọi người, 13V1. Đây mọi người xem bên cái đồng hồ bên này nè, 13V1 nè. À, và bây giờ em sẽ mở cái con kích lên, mở chức năng chạy 220. Đấy, cái tải em với cái bóng đèn là nó đã sáng nha. Bây giờ em sẽ test cái chức năng ngắt tải của nó nè. Khi mà chúng ta dùng điện áp nó xuống dưới 10V5 nha. Em sẽ hạ xuống nè, 11V, 12V, 11V, 11V ha, 10V7, 10V6, 10V5. Đấy, là kích nó đã ngắt rồi nè nha. Hiện tại là nó đã ngắt 220 rồi. Và ban ngày chúng ta dùng năng lượng mặt trời chúng ta sạc lại á, cho ắc quy á. Khi ắc quy nó đủ 12.6V thì nó sẽ mở lại nha. Thay em vặn lên nè, 11, 12, 12.2 là nó chưa mở nè nha. Đèn chưa sáng nè, mọi người nhìn thấy đèn ha. 12.3.4 rồi 12.6. đấy, mọi người thấy là tự nó khởi động lên nha. Thì cái con 3-1 này là phiên bản mới của em, thì nó có chức năng chống quá tải đầu ra luôn và chống chập tải đầu ra. Công suất liên tục của nó là 650W nha. Đó, 650W công suất liên tục. Đầu tấm pin vào thì vẫn như cái con cũ thôi, là ở đây có 2 dây nè, là điện mặt trời đầu vào thì tối đa là 100V và tối thiểu là 30V. Nếu mà mọi người có tấm pin 450W thì mọi người đấu một tấm duy nhất ha, đấu một tấm duy nhất. Còn ví dụ như có 3 tấm pin 200W thì mọi người sẽ nối tiếp 3 tấm pin lại, nối tiếp 3 tấm pin đó lại thì cho vào đây thì nó đủ 600W. Hoặc là có tấm pin 150W đó, thì mọi người nối tiếp 3 tấm cho em. Tức là nối tiếp làm sao mà điện áp tấm pin không vượt quá 100V hở mạch, không vượt quá 100V hở mạch nha. Và công suất pin tối đa là không vượt quá 600W pin. Đối với con này thì con này lúc nãy em có test rồi là nó có chức năng chạy trực tiếp từ tấm pin năng lượng mặt trời, không cần có ắc quy. Còn khi mà kết nối ắc quy thì mọi người mà dùng tải nhỏ, mọi người dùng tải nhỏ hơn so với pin xuống thì nó sẽ dư cái số watt pin nó ra, nó sẽ nạp vào trong ắc quy. Và nếu mà mọi người dùng tải lớn hơn pin xuống, ví dụ như pin nó bị trời âm u nó xuống khoảng có 100W thôi, nhưng mà mọi người sử dụng tải của mọi người ví dụ như những bóng đèn hay quạt rồi mà nó khoảng là 200W thì nó sẽ tự lấy ắc quy lên 100W để nó bù vô.
Còn ban ngày thì mọi người dùng tấm pin, vừa dùng vừa sạc, vừa dùng 220 và vừa sạc cho tấm pin luôn, thì nó cũng rất là khỏe nha. Ví dụ như mọi người dùng tấm pin 450W thì mọi người ban ngày dùng một vài cây quạt á là nó sẽ dư điện, nó sẽ dư điện cho chúng ta để nó nạp cho ắc quy, và ban đêm chúng ta lấy ắc quy lên để chúng ta dùng nha. Đây con này là con 3 trong 1 phiên bản mới của em, thì phiên bản cũ là em bán 1,6 triệu một con, còn phiên bản này thì em làm một cái hộp duy nhất. Phiên bản cũ thì nó 3 tầng nha, còn phiên bản này thì nó chỉ là một cái hộp gọn như thế này thôi. Kích thước là 24 cm, bề ngang là 16 cm ha, và chiều cao này là 8 cm. Thì cái con này nó khá gọn nha. Thì con này nó chức năng nó sẽ nâng cấp, được nâng cấp hơn cái con cũ. Được nâng cấp hơn con cũ thì em bán cái con này là 1,7 triệu. 1,7 triệu bao phí vận chuyển. Còn cái con cũ thì em bán là 1,6 triệu bao phí vận chuyển. Đây, con này thì chức năng của nó là full luôn rồi mọi người. Nó bảo vệ cái điện áp thấp đầu vào của ắc quy, và bảo vệ chập tải 220V đầu ra nè, cũng như là quá tải. Thì công suất liên tục của nó là 650W, mà mọi người dùng tải đây mà lớn hơn á, lớn hơn 650W thì nó sẽ quá tải và nó sẽ ngắt mạch, nó ngắt mạch luôn ha. Hoặc là đang dùng cái tải đây nè mà lỡ cái tải mình bị chập á, chập tải 220 đây thì nó vẫn ngắt luôn ha, nó ngắt mạch. Rồi lúc đó mọi người khởi động cái công tác này lại là nó chạy, sẽ chạy lại bình thường thôi. Đây là con biến tần 3 trong 1 phiên bản mới của em nha. Đó, em cũng vừa test cái chức năng, vừa test cái chức năng điện áp thấp của ắc quy, nó tự ngắt, và khi sạc lại ắc quy đủ 12,6V thì nó sẽ tự mở. Rồi em chào tất cả mọi người nha.